Làm thế nào đoàn tàu đi qua đường ray phủ đầy tuyết? Trên thực tế, mỗi đoàn tàu đều có một thiết bị dọn tuyết đơn giản. Khi tuyết còn ít, nó có thể loại bỏ tuyết trên đường ray. Nhưng khi tuyết dày thì cần có một loại tàu đặc biệt để dọn dẹp nó. Đó là tàu dọn tuyết có động cơ mạnh và được trang bị bộ phận đẩy tuyết sang hai bên đường ray và cánh quạt để dọn dẹp tuyết. Một số tàu tuyết còn được trang bị hệ thống sưởi ấm đường ray để ngăn ngừa việc tuyết rơi trở lại. Tàu dọn tuyết thường đi trước để đảm bảo an toàn cho tàu khách có thể hoạt động bình thường ở phía sau. Ngoài ra có một biện pháp khác là tích hợp hệ thống tàu lửa vào đường ray để giúp làm tan băng tuyết, để nhanh quá trình thông tắc băng tuyết trên đường ray.